Kẻ à cái hố hả? Con đừng có tránh ra nhá, con đừng bước vào đấy nhá. Ừ, đường này đường cỏ đấy con, cỏ giả đấy. Đi, bố ra bố lấy bóng rồi bố đi. Đi. Ừ, đấy là cái hố nữa, con tránh ra nhá. Con đi, con nhìn con tránh ra nhá. Ừ, mới gọi bố quay lại bây giờ. Bố đang đá bóng về đây đấy. Đâu rồi, bố. Ừ. Bóng này đây xin này. Bố đá bóng về đây rồi này. Đi, mình đi, bố đá bóng cho mình nhanh. Đi thôi con. Ừ. Bố kìa, đi xin kìa. Chạy theo đi, nhanh. Listen, come on. Come on. Ừ, nhanh, ừ, kệ nó đi, đi. Chạy theo bóng, nhanh lên. Nó sẽ đá bóng đi. Nhanh lên. Đây mà bóng đi mà con. Đá đi, con vừa chạy vừa đá đi. Đá mà. Thôi, ném bóng một cái hố ấy đấy. Thôi đi con. Ừ, đấy là cái bẩn. Đất, đất bẩn. Đất bẩn, cỏ. Đúng chưa ha? Ôi, đứng ở giữa chỗ này nắng lắm con. Đi bố đi rồi kìa, đi xin ơi. Bố đá lên cao quá. Hôm nay con đá cùng bố đi. Ê, chạy 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 con đá ra bố đi, con đá cho bố đi. Đá vừa chạy vừa đá cho bố, đúng rồi, đúng rồi. Bố bắt bóng nhanh lên, bố bắt bóng này, đi sân đá này đây, nhanh lên ra bắt bóng này, con đá mạnh vào. Đá mạnh vào, bố cho bắt bóng này. Giỏi quá nhỉ, vừa chạy vừa đá đi con, vừa chạy vừa đá cho nhanh, vừa chạy vừa đá cho nhanh, đúng rồi, chạy nhanh lên, đá nhanh, đúng rồi, chạy nhanh lên. Hai chân hai bóng, hai chân đá hai chân luôn nhá. Messi, Messi. Messi, Messi. Quả háng. Yeah. Hai chân kìa, hai chân ông đi giống bố kìa. Này, Jason này vừa bố đá hai chân thế nào Jason? Con đá hai chân giống bố kìa. Đúng không? À, hóa ra kiểu đi ông cụ là kiểu đá bóng của bố chứ cái gì. Đúng không con? Các con tập giống bố đi, tập chạy giống bố nào. Mẹ bảo bố lấy bóng về nhá.